Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Coi-nu và đang di chuyển theo hướng tiến vào khu vực Bắc Biển Đông. Theo tin bão mới nhất, tối 1 tháng 10, bão Coi-nu ở khoảng 17,9 độ vĩ Bắc, 128,8 độ kinh Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8 và tiếp tục mạnh thêm. Từ ngày 3 tháng 10, bão Coi-nu được dự báo là rất mạnh, sức gió gần tâm bão cấp 14. Khoảng ngày 4 hoặc ngày 5 tháng 10, bão sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Khả năng cao 70-80%, đây sẽ là cơn bão thứ tư trong mùa mưa bão năm nay. Theo nhận định ban đầu từ các đài khí tượng trên thế giới và khu vực, bão Coi-nu sau khi đi vào Biển Đông sẽ di chuyển về khu vực Quảng Đông, Quảng Tây Trung Quốc, ít có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam. Tuy vậy, có khả năng khu vực ven biển Bắc Bộ sẽ nằm trong diện ảnh hưởng của mưa sau bão. Thiên nhiên bất thường, gió bão là mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của ngư dân, tàu thuyền khi hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Vì vậy, những kỹ năng ứng phó khi gặp áp thấp nhiệt đới, gió bão trên biển là rất cần thiết với ngư dân. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và các khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Chuyên gia cho biết trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Giai đoạn tới, thời tiết miền Bắc cũng dịu mát hơn, ít nguy cơ xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên, nền nhiệt trên cả nước vẫn cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với cùng thời kỳ nhiều năm. Đồng thời, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh trong thời gian tới có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển, hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Về thời tiết trên đất liền, cơ quan khí tượng cho biết, ngày 30 tháng 9, mưa dông chấm dứt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong tháng 10, 2023, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Đặc biệt, không khí lạnh trong tháng 10, 2023 sẽ bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện tượng mưa dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Trong tháng 10, 2023, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường trên Biển Đông. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão, áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Rạng sáng 30 tháng 9, áp thấp nhiệt đới hoạt động ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế Coi-nu. Đây là cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo trong ngày 30 tháng 9 đến 1 tháng 10, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo của các đài khí tượng trên thế giới còn có sự phân tán. Tuy nhiên, bão Coi-nu được nhận định là cơn bão mạnh, cường độ cao nhất có thể đạt cấp 12 đến 14. Khả năng cao bão Coi-nu sẽ di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông trong tuần tới, trở thành cơn bão số 4 trên Biển Đông năm nay. Cơ quan khí tượng Hồng Kông và Nhật Bản cùng nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ nhanh chóng mạnh thành bão trong ngày 30 tháng 9. Khi tiến sâu vào vùng biển Philippines, bão tiếp tục mạnh lên nhanh chóng và có thể đạt sức gió mạnh nhất 140 km/h, tương đương cấp 13, giật cấp 15. Dù vậy, hai cơ quan trên chưa đưa ra nhận định bão có thể tiến vào Biển Đông. Do dự báo còn xa, nên các diễn biến có thể thay đổi liên tục. Mưa lớn kéo dài khiến khắp ngã đường Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực. Các phương tiện kẹt cứng, chịu cảnh chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên Hà Nội, khu vực Nguyễn Trãi mưa lớn khiến nước lên láng, ngập sâu, khiến giao thông ở đây gần như bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí, mưa lớn ngập qua bánh xe khiến các phương tiện giao thông hỏng máy, người tham gia giao thông phải dắt bộ dưới mưa. Còn khu vực đường Nguyễn Tuân, mưa lớn mênh mông biến cả đoạn đường thành một con sông. Cảm tưởng người dân phải dùng xuồng, ghe để có thể di chuyển.
ô tô di chuyển qua các cung đường trên như lao trong biển nước. Các nhà mặt phố bị nước đục tràn vào nhà. Nhiều người phải tìm chỗ tránh ngập trên vỉa hè. Lòng đường biến thành biển nước. Vỉa hè trở thành khu vực để các phương tiện tìm lối thoát. Thậm chí nhiều đoạn đường trên khu vực Hà Nội ngập đến nửa mét, khiến người tham gia giao thông vất vả trên đường đến chỗ làm. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội, tuy nhiên vẫn gián tiếp gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Cụ thể, khu vực Hà Nội hiện vẫn đang tiếp diễn tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc khi mưa lớn, khiến các phương tiện giao thông chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp tục tiếp diễn tại khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60-80mm, có nơi trên 100mm. Một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh như Trần Xuân Soạn, quận 7, Nguyễn Ngọc Cung, quận 8, Nguyễn Văn Luân, quận 6 bị ngập sâu do triều cường vào chiều tối 29 tháng 9. Ghi nhận điểm giao giữa đường Nguyễn Văn Luân với đường Võ Văn Kiệt và một đoạn ngắn đường Võ Văn Kiệt cạnh cầu Lò Gốm, quận 6 bị ngập sâu, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Cụ thể, triều cường khiến đường Nguyễn Văn Luân ngập sâu, người dân phải chật vật đi qua đoạn ngập. Bên cạnh đó, nước từ hệ thống cống tràn lên làm ngập một số tuyến hẻm trong đường Nguyễn Văn Luân, phường 10, quận 6. Nước ngập nửa bến xe khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Mực nước rạch Ruột Ngựa dâng cao đến ngang mặt đường Nguyễn Ngọc Cung. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai lên nhanh theo triều cường rằm tháng 8 âm lịch và ở mức cao. Đến sáng 29 tháng 9, mực nước đỉnh triều cường cao nhất đo được tại trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền đạt sấp xỉ báo động 3. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau xuống lại. Đỉnh triều cường này có khả năng xuất hiện vào ngày mai 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tức 16-18 âm lịch. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.